Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với chúng tôi trong một điểm tin và đọc báo hàng ngày trên đài VNA TV 57.3. Thưa quý vị, mời anh Chu Thức Tiến. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi có hai cái tin mà rất là quan trọng đến đời sống của chúng ta, đó là quý vị cũng nên theo dõi và thực hiện luôn, tại vì vấn đề này là vấn đề sinh tử đến cái bao tử quý vị. Thưa quý vị, xin phòng máy cho link số 7 đi. Đó là chương trình mà PPP, tức là Paycheck Protection Program, tức là một cái chương trình bảo vệ cái paycheck của quý vị, tức là cái không biết paycheck là cái tiền lương của quý vị đó. Thì cái chương trình này là nó tài trợ cho tiểu thương cho vay trong đại dịch này. Và cái tin này nó hay là mình vay thì dĩ nhiên là ai cũng bảo vay, nhưng mà vay sao trả? Thưa quý vị, những cái này vay nhưng mà có thể không phải trả. Nhiều khi sau vay xong rồi ta sẽ cho miễn luôn, nhưng mà trên phương tiện kinh tế và tài chính và cũng như là về cái kế toán thì chính phủ vấn đề là cho vay. Cho vay nhưng mà cho vay này sẽ không phải trả. Thì quý vị sẽ làm cái nên làm theo dõi, làm cái đơn theo dõi cái này ở trên mạng, quý vị đánh chữ ba chữ là chữ ba chữ lớn là PPP là ba con ba PPP đó là chữ PP bên dưới. Nhiều người cũng hơi thắc mắc, nhưng ba chữ PPP tức là Paycheck Protection Program đó, quý vị vào đây nó sẽ hướng dẫn đầy đủ hết để quý vị có thể vay tiền tất cả những người, đặc biệt là chúng tôi cũng xin nhấn mạnh để những người bạn của chúng ta vẫn hoạt động trong quanh, đó là làm nail này, làm những cái nghề hớt tóc nè, làm những cái dịch vụ nhỏ. Bây giờ thì không có tiền thì chúng ta có thể vào những, ngay cả những người mà bán hàng tạp hóa. Bán tạp hóa thì như là chúng ta đi ngang qua Bonsa thấy có nhiều tiệm đóng cửa, thấy đau khổ quá. Quý vị có thể vào PPP, đó, ba chữ P thôi, cái đánh lên cái là nó hiện lên đầy đủ tất cả những cái lời hướng dẫn làm thế nào và làm đơn trên mạng luôn, không phải làm đơn trên bằng giấy tờ. Một cái chương trình thứ hai nữa là bạn Hoa Thế Nhân vừa cho biết, tức là một chương trình người nữa cũng là có tiền, được tới 25.000 nữa. Tức là chương trình mà EIDL, E là Economic, E là Injure là bị thương á. D là Disaster, tức là thảm họa đó. L là Loan, tức là EIDL, tức là cái chương trình này giúp cho những cái khi mà kinh tế bị thảm họa, quý vị có thể là vào cứ lên net, quý vị cứ vào là đánh 4 cái chữ này lên thì nó sẽ có những lời hướng dẫn quý vị rất rõ ràng. Quý vị có thể làm đơn được thì thôi, nhưng mà được có thể được 25.000. À, còn một cái điều thứ ba nữa, thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã biết từ nhưng mà không biết là quý vị nhiều khi tìm không ra, đó là cái chương trình Small Business Loan. Cái này là do SBA, tức là những cơ quan của tiểu thương đó, small là nhỏ đó, small là business là tiểu thương đó, là SBA tức Association, tức là tổ hợp của những người tiểu thương. Thì quý vị vào đây quý vị sẽ được vay cái loan này được tới 10.000 đồng, thưa quý vị. Và cũng như là hai cái loan chúng tôi vừa nói quý vị là có thể quý vị không phải trả. Người ta cho vay nhưng mà rồi có thể người ta dùng một danh từ, người ta là waiver, tức là hoãn miễn, rồi người ta nghĩa là hoặc là người ta nghĩa là tha tàu luôn, thì quý vị không phải trả. Nhưng ít mắt trước mắt quý vị thực kệ, chắc nếu mà có phải trả thì chắc chắn cũng phải trả trong thời gian lâu dài. Và với số tiền lãi suất rất là nhẹ, có khi không có lãi suất luôn đó. Thì quý vị cứ làm nha, xin nhắc lại một lần nữa là PPP, EIDL và một cái chương trình là Small Business Loan. Thì quý vị thì có trước nhiều người gọi vào đài chúng tôi hỏi là làm thế nào để apply cái vấn đề mà 1.200 để cho những người mà tàn tật, những người không khai thuế. Thì quý vị không cần phải làm gì hết đó, quý vị ở nhà người ta sẽ gửi giấy tờ đến quý vị, những người mà tàn tật, những người mà gọi là disabled sẽ gửi tới, gửi thư. Quý vị nếu không có cái check account thì gửi thư tới quý vị điền vào, gửi đi, quý vị sẽ lãnh được 1.200. Vâng, tiếp theo thưa anh, có một cái tin này rất là cho để cho quý vị an tâm. Pháp đã tìm ra một loại thuốc hiệu quả để chống lại bệnh coronavirus khiến nhiều người tử vong. Đây, thưa quý vị, theo tin từ tờ Sputnik, tức là của bên Trung Âu á, thì các nhà khoa học Pháp đã xác định được rằng, xin phòng máy cho cái link số 9, là có thuốc trị mà viêm khớp rheumatoid arthritis
có thể có hiệu quả trong việc chữa trị một trong những triệu chứng gây tử vong do coronavirus. Đây là đăng trên cái tờ của cái hiệp hội mà báo y sĩ đó, Hospital de Paris. Và thuốc này có thể chữa trị triệu chứng bão cytokine. Tôi cũng không biết mấy cái này phải mấy ông bác sĩ chứ còn mình không biết đâu, rồi không dám nói. Thì cái này là nó nói là cái suy hô hấp cấp tính đưa tới chết liền. Ngày hôm qua có cái tin bà Mỹ, cái người mà bị chết đầu tiên ở Mỹ đó là bị vì coronavirus vô, nó đánh vô tim nhưng anh bể cái trái tim ra chết luôn đó. Thành ra quý vị ơi, nghe ghê quá. Thì đây là những có 130 vị bác sĩ và nhà nghiên cứu nha, hầu hết đã và họ dùng cái loại này để mà điều trị thì đã thành công. Và đây là Tổ chức Y tế Thế giới cũng tuyên bố là cái này cũng tùy cái mỗi một nơi, bởi vì các bác sĩ họ chịu trách nhiệm về cái sự sinh tồn của bệnh nhân, thành ra họ cũng nói là nếu mà thấy tốt thì cứ xài đấy. Thưa mời anh. Dạ vâng. Thưa quý vị, bây giờ có thêm một cái tin nữa cái, thưa anh. Rồi mời anh. Xin thưa quý vị, rất là ngắn một cái chút xíu là cướp lời Hoa Thế Anh chút xíu, tức là vấn đề bảo hiểm xe đó. Tôi cũng xin thưa quý vị là có nhiều khi quý vị không để ý, bây giờ quý vị cứ tiếp tục đóng cái tiền bảo hiểm xe theo cái giá cũ thì không có thì là lỗ vốn đó thưa quý vị. Tại vì từ mấy tháng nay quý vị không đi xe thì cái số mileage của quý vị sẽ nhỏ đi. Mà trong khi tiền bảo hiểm xe nó dựa trên cái mileage, nếu quý vị mà khai cái mileage thấp lại, quý vị xin quý vị yêu cầu quý vị là làm gấp gọi lên các hãng bảo hiểm xe là bây giờ chúng tôi ở nhà, xe chúng tôi đi ngày không có tới 10 mai nữa, thì yêu cầu quý vị bảo hiểm phải giảm số tiền cho chúng tôi. Đó là quan trọng vô cùng. Thưa một cái tin ngắn thưa anh, ông tổng thống ngày qua ông họp báo đó có ký giả hỏi ông chứ là cái tình trạng sức khỏe của ông Kim Jong Un như thế nào, thì ông trả lời là ông nói tôi nắm rất vững về thông tin về sức khỏe của ông này, nhưng mà tôi không thể nói chi tiết được và tôi đang cầu chúc cái sức khỏe của ông. Thì rõ ràng là cái tin mà người ta đồn về cái chuyện mà Kim Jong Un bị mổ tim đó là đúng rồi. Bây giờ đó thì vệ tinh của Mỹ, vệ tinh mà điệp viên đó, nó chụp cái hình nó thấy là cái đoàn xe của ông Kim Jong Un đậu tại cái thành phố Wonsan, tức là cái nơi mà phát tích của gia đình dòng họ Kim này nè. Rồi cái núi nó nằm ở dưới cái núi Bạch Đầu. Bạch Đầu đó thành ra là cái đỉnh núi thiên của người Korea. Người Triều Tiên họ nghĩ rằng đây cũng giống như mình, núi thiên mình có chứ, giải Hoàng Liên Sơn đó đấy, thành ra phát tích từ đó coi như là làm vua đó, thành ra họ thấy cái xe này đậu tại đó là họ nghĩ rằng có thể đưa ổng về để nghỉ dưỡng, hoặc là hay là có cái gì đó chăng. Thì bây giờ tin đồn thổi lung tung. Và bên Nam Hàn thì họ nói rằng theo ông lời ông cố vấn về an ninh của Nam Hàn đó thì cho rằng ông nói là ông cũng không biết về cái tin rõ ràng, nhưng mà điều ông nghĩ rằng ông ấy vẫn khỏe, thì họ nói lịch sự thế thôi. Và thưa quý vị, một cái tin nhỏ nữa, xin lỗi anh Tiến, là cái tin về Ấn Độ. Ấn Độ bây giờ họ giận Trung Quốc lắm, họ mua 3 cái thiết bị để mà thí nghiệm cái lâm sàng cái bệnh dịch coronavirus này, bây giờ toàn đồ dỏm không à. Đấy, thành ra đây, thành ra bây giờ họ giận lắm và họ đòi Trung Quốc phải bồi thường này cho họ. Đây là cái tin Ấn Độ hủy đặt hàng toàn bộ cái xét nghiệm bị lỗi của Trung Quốc. Xin phòng máy cho cái số thưa số 8 đó. Thì tin chi tiết nó như thế nào? Chi tiết là những bộ dụng cụ này được cho là để phát hiện cái kháng thể trong máu antibody đó quý vị, tức là cái khi mà tấn công vi trùng nó tấn công thì cơ thể mình nó tự động cái immune system nó chống lại thì cái chất kháng thể đó nó giúp cho mình sống còn đó. Thì đó là bây giờ mà Mỹ cũng đang lấy cái kháng thể này đó để những người nào bị rồi đó họ chế ra vaccine đó. Thì cái dụng cụ này đó theo là bên Trung Quốc và Ấn Độ họ nói đó là khoảng 30 phút thôi là có kết quả và giúp rất là nhanh chóng chứ không có phải mấy ngày như bên Mỹ đâu. Thì trong khi đó thì Ấn Độ tố cáo Trung Quốc bán đồ dởm, thì Trung Quốc bác bỏ cái chuyện mà Ấn Độ nói như vậy. Hai bên cãi nhau, chất lượng sản phẩm và y tế xuất khẩu từ Trung Quốc được ưu tiên. Nếu thật là quý vị không công bằng và thiếu trách nhiệm khi mà nói là đồ của Trung Quốc bị lỗi,
Đó là đại sứ Pháp, đại sứ quán Trung Quốc Ri Jirong nói hôm thứ ba. Đó, thưa mời anh. Dạ vâng, thưa trước khi chúng tôi trước khi chúng tôi tự giá cái vị để cho chương trình ngày mai, cũng có một cái tin cũng vui vui về cái tâm hồn cao thượng người Việt Nam và người miền Nam Việt Nam chứ không phải là người miền Bắc. Thưa quý vị, những người miền Bắc không có làm được cái chuyện này đâu. Tức là ở Việt Nam bây giờ có một cái siêu thị free. Mấy siêu thị free nghe nó kỳ cục quá, nhưng mà cái siêu thị này người ta tất cả người nghèo vào mua đều khỏi trả tiền. Tất cả đồ thực phẩm gia dụng cần thiết cho gia đình thì vào đó là free hết. Thành ra đây là một cái mà tin lạ, nói người Việt Nam chúng ta cũng rất là hay. Và thêm nữa cũng tiếp theo cái tin mà trước vị cũng biết là có một người đã sáng chế được cái máy phát gạo. Máy phát gạo cho những người nghèo không có tiền đó, thì để cái máy phát gạo để ngoài đường, ai muốn tới thì tới. Nhưng cái điều khác biệt giữa người miền Nam và người miền Bắc đó là cái máy phát gạo ở miền Nam á, để cái máy đó thì cái ông kỹ sư đó, ông sáng chế ra cái máy đó, cứ ông đổ gạo vào đó, người ta cứ tới cầm cái, nó có cái bao sẵn, cứ việc ấn nút cái tự nhiên chạy ra mấy kilo gạo gì đó, 2 kg gạo mỗi người, là nó lấy 2 kg gạo. Thì người miền Nam đứng xếp hàng rất là thoải mái, đứng xếp hàng người nọ cách người kia đó, quý vị thấy trên màn hình á, tức là cái máy nó tự động nó phun gạo ra. Và cái sáng kiến này rất là hay, trong khi người miền Nam mà đứng xếp hàng kiên nhẫn chờ đợi phiên mình, đứng cách nhau và đeo khẩu trang. Còn người Bắc á, thưa quý vị, trời ơi, nó leo trèo đầu cổ nhau, giành giật nhau, đấm đá nhau để mà nở giành giật là lấy mấy kilo gạo. Thì thấy cái, bởi vậy thấy cái văn hóa của hai miền hoàn toàn khác nhau. Cái văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa nó khác của cái văn hóa của cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bao nhiêu năm trời lại nhồi sọ chỉ giành giật đấm đá và ấy thôi. Thì người Bắc á, là súng lại đánh nhau kinh khủng lắm. Đây chứng tỏ là cái tâm hồn của người Việt Nam mình, dĩ nhiên là không phải nói chung là, nói chung là người Việt Nam mình là con người có cái tâm hồn cao thượng và biết thương trợ bầu bí thương thân. Nhưng cái người miền Bắc á, thì là phải nói là nó đã bị nhồi sọ quá nhiều năm. Cái văn hóa thời bao cấp là giành giật, anh không giành là chết đói, họ quen rồi. Bây giờ thế này, chúng ta cũng đã đến gần tới giờ để chúng ta nhớ tới các anh em cựu quân nhân của chúng ta đã hy sinh, những người thương binh liệt sĩ đó hy sinh trên cái chiến trường để chúng ta có được ngày nay. Thì xin đến đây thôi, mình chấm dứt chương trình để đài phát ra những cái lễ kỷ niệm rồi để nhớ tới người thương tiếc, chúng ta bức tượng thương tiếc đó quý vị. Xin mời đài, chúng tôi xin cảm ơn quý vị cho ngày hôm nay.